của thánh, tên của sao hưởng âm vang hỏa khí, cầu cho một sự phong đăng hỏa cốc, dân khang vật thịnh.
thay mặt bảo ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn quý đại biểu khách quý, cảm ơn các đại biểu, các lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình, Bảo tàng tỉnh Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Đồ, thủ trưởng các phòng ban trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, ủy ban nhân dân, phóng viên báo chí Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình, đài truyền thanh và truyền hình huyện Bình Đồ, chủ huy đồng và một đồng chí đoàn 503 quân khu Quân An. Và Phương Anh xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.